Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, qua khảo sát và nhận định, đến thời điểm này, tuyến đê biển Tây Cà Mau, đoạn Vàm Đá Bạc, Cống Cảnh Mới đã sụp lún 240m và nguy cơ sụp lún thêm trên 4.000m. Vụ sụt lún gần nhất xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 tại tuyến đê biển Tây Cà Mau, đoạn đi qua kênh mới hướng về Vàm Đá Bạc, cách cống kênh mới khoảng 800m thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Hiện tượng sụt lún xảy ra với chiều dài khoảng 30m, chiều sâu từ 8cm đến 0,1m trượt về phía biển. Trước đó, tỉnh Cà Mau có đưa ra phương án sẽ đào một con kênh trữ nước khác nằm cặp dự án tái định cư đê biển Tây. Phần đất đào lên sẽ dùng để lấp đầy con kênh hiện tại nằm dọc theo chiều dài công trình đê biển Tây, đoạn Đá Bạc đến cống kênh mới. Trường hợp không đủ đất, tỉnh sẽ bơm thêm một lượng bùn bổ sung để lấp đầy kênh. Dự án nâng cấp đê biển Tây từ Tiểu Dừa giáp danh với tỉnh Kiên Giang đến Cái Đôi Vàm dài trên 72 km, nguồn vốn trên 1.690 tỷ đồng. Đoạn bị sụt lún đưa vào sử dụng khoảng cuối năm 2018 và còn trong thời gian bảo hành.